cho mọi người, mình là Thi đây. Thì từ hôm qua mình đã từ Đà Lạt về lại Sài Gòn. Mọi người muốn biết mình bay trong lúc dịch như thế nào thì xem hết video này của mình nha. Và sân bay khá là sớm nên mình chưa có ăn sáng luôn, nên mình ăn trong sân bay luôn nè. Sẵn review đồ ăn trong sân bay cho mọi người xem luôn. Mình đã order một tô mì bò trứng như thế này, nhìn ngon hơn mọi người. Hình như mình đang đói hay sao á, nên ăn vào rất là ngon luôn. Bò thì mềm, trứng thì hơi lòng đào, bò cũng khá là nhiều luôn, có rau chanh ớt đi kèm nữa. Nói chung là ngon, mình đã ăn hết luôn nè. Mình đã mua thêm một chai nước suối. Cuối cùng thì cái tô mì là 108.000, nước suối là 30k. Ăn sáng xong rồi thì bây giờ mình bay thôi. Sau 20 phút bay thì mình đã tới Sài Gòn rồi nè. Mình rất là thích nhìn Sài Gòn từ trên cao á. Thì hôm nay mình bay mình cũng không gặp trục trặc gì cả, cũng đã khai báo y tế và tới Sài Gòn an toàn rồi. Vừa tới nơi thì chồng mình cũng đãi mình một chiếc lẩu như thế này. Lẩu này tự nấu ở nhà nha mọi người, chứ hàng quán không có gì ăn hết á. Trong nồi lẩu này mình có mực lá nè, cái ba sa phi lê, một ít tôm sú và bò Mỹ nữa. Mọi người thấy chiếc lẩu của mình có xịn sò không? Nhúng thêm một ít rau nữa nè, chấm bò và cái sốt muối ớt, ngon xỉu luôn á. Chồng mình làm đầu bếp nên nấu ăn khá là vừa vị với mình luôn á. Còn đây là miếng mực lá nha, ăn giòn giòn ngon lắm. Còn đây là con tôm sú tươi rói của mình. Mọi người review được chồng lột tôm cho ăn đi. Còn mình thì rất thích những lúc như thế này, rất là tình cảm luôn nha. Còn bây giờ thì mình ăn hết cả thế giới trong cái chén lẩu này luôn. Từ ngày mai mình sẽ có những video ở Sài Gòn. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nha. Bye bye.